Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sai phạm trong dự án phần mềm triển khai tại các đơn vị thuộc sở. Trước đó, tháng 6 năm 2022, kết luận số 08 trên KLTT của Thanh tra tỉnh Gia Lai đã nêu rõ những sai phạm trong việc triển khai mua sắm 13 dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin mà Sở Giáo dục và Đào tạo được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao làm chủ đầu tư. Cụ thể, việc mua sắm hệ thống phần mềm số hóa và quản lý dữ liệu EDM xảy ra sai phạm hơn 1 tỷ đồng, gồm thanh toán thừa 17.700 trang dữ liệu và áp đơn giá không đúng nội dung công việc thực tế, số tiền hơn 570 triệu đồng, sai phạm nội dung chỉnh lý tài liệu hơn 458 triệu đồng. Đối với phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã nghiệm thu, thanh toán trong khi chưa có phần mềm, số tiền sai phạm 670 triệu đồng. Phần mềm quản lý thư viện MasterLib mua sắm trùng lập với các phần mềm của 19 trường học trong tỉnh, gây lãng phí cho ngân sách hơn 140 triệu đồng. Về phần mềm quản lý ngân hàng đề thi năm 2020, thực tế cung cấp đĩa CD, Master Test, bản Client cho 17 phòng giáo dục và đào tạo, nhưng sở đã thanh toán giá tiền của phần mềm Master Test, bản Server, chênh lệch 464 triệu đồng. Hiện nay, phần lớn các đơn vị chưa sử dụng phần mềm này. Ông Nguyễn Tư Sơn giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020.